Và ngày hôm nay thì mình em đến cho các bạn chủ đề, đó chính là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3, là 3 bông hồng nha mọi người, 3 bông hoa mọi người nha. Hoa giả thôi, chứ cũng không có hoa thật mọi người ạ. Số 1 là màu xanh nhá, số 2 là màu cam này, và số 3 là màu đỏ nhá, màu hồng nhá. Đây cho mọi người lựa chọn này, làm thế nào cho mọi người thấy được ta, thấy được 3 cái bông này ta. Đợi mình. Đây. Đó, rồi. Mọi người lựa chọn đi, xem mọi người sẽ lựa chọn màu gì nhá, để xem được là thông điệp bạn cần lắng nghe lúc này. Từ trái qua phải sẽ là 1 2 3 nhá. Số thứ tự là 1 2 3 nhá. Rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 màu xanh này nhá. Các bạn đến với tụ bài đầu tiên, đây là trẻ bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy chính là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì, thì đối với tụ bài số 1 này thì nó sẽ có cả những cái tin rất là vui và có cả những cái vấn đề ở đây xuất hiện nhá. Vậy thì đối với cái tụ bài số 1 này, cái tin vui của các bạn là gì? Chắc chắn nó liên quan đến mặt tiền bạc tài chính ở đây. Ở đây chúng ta có là money, 10 xu rồi 1 xu ở đây, victory ở đây. Thì mình thấy rằng là thời điểm sắp tới có thể các bạn sẽ nhận được một cái nguồn tiền nào đó khá là dồi dào, khá là tốt ở đây. Nó sẽ đến với các bạn trong cái thời điểm tiếp theo, và có thể với một số trường hợp thì nó đến từ một cái khởi đầu liên quan đến chuyện tiền bạc nào đó. Ví dụ như là các bạn bắt đầu một công việc mới, hoặc các bạn được tăng lương kể từ bây giờ, hoặc là các bạn làm thêm một cái công việc nào khác, kiếm thêm được một cái nguồn thu nhập nào khác ngoài cái công việc hiện tại các bạn đang làm chẳng hạn. Đó, thì mình thấy là bạn sẽ có một cái nguồn tiền khá dồi dào đến với các bạn ở đây. Vừa 10 xu, vừa có money, vừa có Ace of Pentacles ở đây. Thì có thể có bạn ở đây á, đang suy nghĩ là ủa, mình làm cái gì và mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào. Thì cái điều này á, các bạn hãy phải là cái người trải nghiệm trong cái thời điểm tiếp theo cơ, thì các bạn mới có thể biết được. Bởi vì với mỗi một người ấy, thì mình thấy là các bạn sẽ có một cái lựa chọn khác nhau, các bạn sẽ có một cái hướng đi khác nhau, các bạn cũng sẽ có những cái loại cơ hội khác nhau đến với bạn. Ở đây chúng ta có True New Direction, thì mình thấy là nhiều khả năng các bạn ở đây, các bạn sẽ lựa chọn một cái con đường mới trong lĩnh vực sự nghiệp công việc của các bạn. Có những bạn ở đây theo mình thấy là có thể, như mình nói đó, đó chính là bạn kiêm nhiệm thêm một cái công việc nào đó, bạn được đổi vị trí, được đổi phòng ban, hoặc là các bạn có một cái cơ hội công việc nào đấy, đầu tư nào đấy nó đến với các bạn chẳng hạn. Đó, và mình thấy là khi các bạn dũng cảm lựa chọn nó, đến với nó, đón nhận cái sự giống như là vươn ra để đón nhận cái sự giúp đỡ, cái sự kéo lên từ những cái cơ hội này này, kéo bạn lên này, đó, thì mình thấy rằng là bạn sẽ có được cái victory, cái chiến thắng cho chính bản thân của mình. Mình thấy rằng là khi các bạn có tiền á, có tiền rồi đó, có money rồi đó, thì hãy đừng quên, các bạn đừng quên là hãy biết cách để cho đi những cái đồng tiền đó nữa nhá. Tức là bạn có rồi, tiền nó đến với bạn rồi, nhưng bạn mà muốn giữ được nó lâu hơn á và tốt hơn á, thì đừng quên cho đi, cho những cái người xung quanh, cho những cái người nào thực sự cần thiết. Ví dụ như là các bạn đem về biếu bố mẹ của các bạn, hoặc là mua những cái đồ dùng cần thiết phục vụ cho sức khỏe này kia các thứ. Tức là các bạn có được một cái khoản tiền đó, thì thay vì bạn găm, bạn giữ chặt vào người, thì bạn cũng nên gọi là cho bớt một cái phần nào đó, có thể đi làm từ thiện, có thể là cho người này hay biếu người kia. Đó cũng là cách để các bạn cho, vì giờ là lúc để bạn cho nhiều hơn là nhận lại mà. Đó, cho nên là hãy biết cách để cho đi nữa, thì cái nguồn tiền của bạn ấy nó sẽ giữ được khá là tốt. Cái điều số 2 ở đây thì mình thấy rằng là có thể bạn đang có trong một cái mối quan hệ nào đó, trong chuyện tình cảm của các bạn, hoặc nếu như mà bạn chưa có thể sắp tới bạn sẽ có nha. Thì mình thấy cái mối quan hệ đó có thể ban đầu mọi thứ khá là tốt đẹp, và nhìn bề ngoài mọi thứ tốt đẹp, nhưng bên trong ẩn chứa nó còn có khá là nhiều những cái mâu thuẫn, những cái rắc rối ở trong cái mối quan hệ đó. Lời khuyên cho các bạn, có thể khi mà bạn phát hiện ra cái mối quan hệ này này, nó không đẹp như bạn tưởng, nó có vấn đề ở đằng sau đó, nó có một cái gì đấy không ổn hay gì gì đấy, mình thấy là bạn khá là hoảng sợ và bạn kiểu giống như là có thể muốn chạy trốn, hoặc là không chấp nhận sự thật, hoặc là các bạn đấu tranh rất là nhiều với bản thân trong việc là để nhìn nhận cái sự việc này. Bởi vì ở đây các bạn có lá The Lover, sau đó lại có The Devil ở đây nữa. The Lover, các bạn thấy cái hình ảnh đây là một cái cặp đôi rất đẹp ở trên một cái đầm sen đúng không? Đầm hoa ở đây đúng không? Đó, đằng sau đây là một con chó đây, mọi người thấy không? Đó. Đấy, nó rất là đẹp, cái hình ảnh như kiểu một buổi chiều hoàng hôn, hai người đang ngồi trên thuyền, chèo thuyền tận hưởng những cái giây phút ngọt ngào lãng mạn với nhau ấy. Đó, nhưng sau đó các bạn có lá The Devil ở đây, thì đây chính là cái người này, họ lại đang ngủ này. Đó, họ đang ngủ. Và đây là những cái con cừu, và sau đó lẫn vào một con sói ở đây. Đó, tức là cái điều này nó biểu báo hiệu cho một cái sự nguy hiểm nào đó nó đến với cuộc sống của các bạn và trong cái câu chuyện tình cảm này. Và trong cái bộ gốc á, trong cái bộ Rider Waite á, đó, các cái bộ theo chuẩn Rider Waite á, thì mình thấy rằng là nó sẽ vẽ một cái hình mà
ở thiên thần kết nối hai cái người này với nhau, nhưng mà ở cái lá The Devil ở trong bộ Rider Waite á, chuẩn Rider Waite đó, thì vẽ hình một con quỷ nó xiềng xích hai người vào với nhau. Cho nên là trong cái mối quan hệ này của các bạn, nó tiềm ẩn một cái điều gì đó mà các bạn sẽ cần phải nhìn rõ, các bạn sẽ cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong việc đánh giá nó. Và mình biết là ban đầu khi các bạn biết được điều này á, bạn sẽ cảm thấy khá là lo lắng và khá là hoảng sợ. Mình thấy các bạn hoảng sợ ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy là bạn hoàn toàn có cái khả năng giải quyết được cái vấn đề này, miễn là mình thấy là bạn cần phải đủ, có một đủ khoảng thời gian đủ với chính bản thân của mình. Tức là bạn cần có một khoảng thời gian để trấn tĩnh lại, ở một mình để suy nghĩ, cũng như là một mình lại á. Bởi vì trong cái sự một mình này của các bạn, trong cái sự cô độc một mình này của các bạn ấy, ở một mình đó của các bạn ấy, các bạn ngộ ra được rất là nhiều điều cho chính bản thân của mình. Và các bạn cũng sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn trong việc đánh giá và nhìn nhận cái vấn đề này của các bạn, trong cái chuyện tình cảm này của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ rút thêm cái vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm nha. Bởi vì mình cảm thấy là nó còn một số điều chưa được rõ lắm. Cụ thể ở đây là cái này là cái gì mà ban đầu nhìn nó rất là đẹp như vậy, nhưng mà nó cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái điều gì đây ha. Thứ nhất, mình thấy đây có thể là một mối quan hệ mới bắt đầu thôi. Và nó sẽ có thể có những bạn là mới bắt đầu rồi, có những bạn là sắp tới đây các bạn sẽ bắt đầu với cái mối quan hệ này. Mình thấy là cái người này ban đầu thực sự rất là ổn áp luôn ấy, không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà càng về sau khi bạn tìm hiểu thì có thể là người này có một cái khuyết điểm nào đấy, hoặc là có một cái gì đấy mà khiến cho bạn hơi bị lấn cấn. Cái này có thể liên quan đến vấn đề tôn giáo giữa hai bên, hoặc là có một cái khó khăn nào đó đứng giữa hai người. Đó, thì nó trở thành một trong những cái thứ khiến cho các bạn cảm thấy là lấn cấn ấy. Tuy nhiên thì mình thấy càng về sau á, mọi thứ nó sẽ càng rõ ràng với các bạn. Và đặc biệt như mình nói đó, đấy chính là bạn muốn có được một cái kết quả, đúng là đưa ra được cái quyết định đúng đắn ấy, hãy dành nhiều thời gian ở một mình để suy nghĩ sao cho nó cặn kẽ nhất, chín chắn nhất. Còn nếu như mà bạn ở nhiều mình ấy, thì bạn sẽ bị tác động bởi những cái yếu tố, những cái ý kiến đến và nguồn năng lượng đến từ xung quanh rất là nhiều. Điều đó nó khiến cho bạn bị phân tán, phân tâm và không lắng nghe được cái tiếng nói bên trong của chính bạn nhá. Thì đó là tụ bài số 1 đến với số 2. Các bạn đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với cái tụ bài này, câu hỏi dành cho các bạn đấy chính là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì. Đối với tụ bài số 2 này ấy, thì mình thấy rằng là bạn đang ở trong một cái trạng thái dường như là nghỉ, hoặc là chờ đợi, hoặc là tạm dậm chân tại chỗ. Ở đây chúng ta có lá Wallflower ở đây, thì mình thấy rằng là các bạn thấy những cái hình ảnh ở đây giống như là nhiều người rất là nhảy nhót gì đấy, rồi là thể hiện gì đấy ở ngoài kia. Nhưng mình thấy là bạn không hề quan tâm đến những điều đó. Có thể thời gian này bạn dành thời gian để chữa lành, cũng như là để nghỉ ngơi khá là nhiều. Đây, các bạn nhìn thấy cái người này, bạn có thể nhìn thấy cái người này đang ngủ ở đây. Đó, người này họ đang ngủ ở đây. Và ánh nắng chiếu vào phía của bên họ ở đây này. Đó, thế nhưng mà người này họ lấy cái mũ họ che lại. Đó, họ chủ động làm điều đó, lấy cái mũ che lại ở đây mặc dù ánh nắng chiếu thẳng vào họ ở đây. Thì mình thấy rằng là bạn đang ở trong một cái giai đoạn nghỉ ngơi, và bạn rất là muốn dành thời gian cho bản thân để healing, để chữa lành. Hãy nhớ rằng 4 kiếm đến sau 3 kiếm, cho nên là cái giai đoạn mà nó có thể là đau đớn nhất, vật vã nhất của các bạn nó đã dần đi qua rồi. Và thời điểm này các bạn đang phục hồi lại, đang ở trong cái giai đoạn nghỉ ngơi. Thế nhưng mà mình thấy rằng là bản thân bạn ý rất là mong muốn mọi thứ nó được nhanh giải quyết, nó được nhanh thông xe. Nhưng mà hiện tại mọi thứ nó khá là chậm. Thì cái lời khuyên và thông điệp dành cho các bạn đây thì chính là hãy kiên nhẫn với những gì đang diễn ra cái thời điểm hiện tại. Mọi thứ nó sẽ không thể quá nhanh đến với các bạn ngay hiện tại được, nhưng mà bạn chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, cái câu trả lời nó sẽ sớm đến với bạn ở đây nhá. Mình thì mình không quá rõ cái câu chuyện mà các bạn đang gặp phải đây là liên quan đến vấn đề gì. Mình chỉ thấy được rằng là bạn có một cái cảm xúc rằng cảm thấy mình đang không được đối xử một cách công bằng, và các bạn cảm thấy có một cái gì đấy không thỏa đáng. Có thể là một cái sự phân xử nào đấy, hoặc một cái kết quả nào đấy nó không thỏa đáng với sự nỗ lực cố gắng của các bạn chẳng hạn. Đó, thì mình thấy rằng là thời điểm này á, các bạn cần chẳng thể làm gì được ngoài việc đấy chính là kiên nhẫn thôi với những gì đang diễn ra thôi, tạm thời nghỉ ngơi thôi. Bởi vì các bạn biết là nó giống như là một cái trận đấu ấy, trận đấu bóng đá ấy. Các bạn thấy không, cái đây chính là cái giai đoạn nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2 đó. Đây chính là cái giai đoạn đó, tức là cái giai đoạn mà bạn vừa xong hiệp 1 rồi, vừa rất là mệt mỏi sau hiệp 1 rồi, nhưng giai đoạn này là giai đoạn tạm nghỉ để chuẩn bị bước sang cái hiệp 2 đó. Và cái giai đoạn tạm nghỉ này á, nó cũng không yên đâu. Bởi vì chúng ta vẫn luôn mong chờ, và chúng ta vẫn luôn không biết được rằng là không biết hiệp 2 mình sẽ đấu thế nào đây, kết quả cuối cùng nó sẽ như thế nào đây. Rất nhiều cảm xúc bên trong bạn, chỉ là bạn đang cố để nghỉ thôi, dậm chân tại chỗ để nghỉ thôi, đó, để nghỉ ngơi thôi. Thì giai đoạn này chính là giai đoạn nghỉ giữa hiệp. Thì xong bắt đầu sang cái giai đoạn hiệp 2 thì sao? Mình thấy là cái
bạn cái thời gian nghỉ này của các bạn nó cũng sẽ không quá nhiều đâu, nó cũng sẽ nhanh chóng kết thúc với các bạn thôi, bởi vì các bạn như mình nói đó sẽ có một cái câu trả lời nào đó nó đến với các bạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình thấy rằng là trong thời điểm tiếp theo ấy, sẽ có những cái cách giải quyết này, cũng như là những sự lựa chọn mới, cũng như là sự giúp đỡ đến từ những cái người xung quanh. Ở đây chúng ta có Happy People, thì mình thấy là bạn có thể là sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ những cái người xung quanh. Và ở đây mình thấy có cụ thể là một người đàn ông. Người này thì có thể là rất là quý bạn, rất là thương bạn ở một cái góc độ nào đó, hoặc là có một cái cảm tình đặc biệt nào đó. Và cái người này là người biết lắng nghe cảm xúc của bạn, cũng như là biết lắng nghe cảm xúc của những cái người xung quanh. Và họ là cái người rất là chín chắn về mặt cảm xúc rồi, cho nên là họ nắm bắt được tâm tư, tình cảm của các bạn rất là dễ dàng. Nhưng mà không phải là người này đến để yêu đương gì với bạn đâu nhá, mà mình thấy rằng là người này đến để giúp bạn thôi. Đó. Và người này có thể là sẽ cho bạn thấy những cái lựa chọn khác, cũng như là cái cách giải quyết cho cái vấn đề hiện tại mà các bạn đang gặp phải ở đây nhá. Thì mình thấy là giai đoạn này á, cũng là một cái giai đoạn tốt, tạm nghỉ này, nhưng nó giúp bạn mở ra cái cánh cửa của mặt tinh thần bên đến từ bên trong. Tức là bạn nhận thấy rằng là bây giờ bạn có rối rắm, bạn có lồng lộn lên, bạn có làm này làm kia, thì nó cũng không thể nhanh đẩy nhanh quá trình được. Bởi vì thời gian nghỉ của hiệp 1, hiệp 2 nó là như vậy, sẽ không có cách nào để mà có thể là khiến cho mọi thứ nó diễn ra nhanh hơn đâu. Nó phải trải qua từng đấy 15 phút. Đấy, các bạn thì có thể nhiều hơn rồi, nhiều hơn 15 phút rồi. Đó, thế nhưng mà trong cái quá trình đấy, mình thấy rằng là bạn ok, bạn hiểu rằng bạn không thể nhanh được, cho nên là bạn, mình thấy là bạn chủ động nghỉ, bạn chủ động nghỉ ngơi. Có thể giai đoạn này các bạn rất là buồn ngủ và rất là muốn ngủ đó. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà các bạn nghỉ ngơi này, thì mình thấy rằng là có thể là thông qua những cái giấc mơ của bạn, hoặc là thông qua những cái thứ trong cái khoảng thời gian mà bạn nghỉ ngơi á, mình thấy là bạn nhận thức được khá là nhiều thứ và thay đổi được khá là nhiều cái cách bạn nhìn nhận và đánh giá vấn đề ở đây. Và đến cuối cùng, chốt lại cuối tụ bài này á, là cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải mà khiến bạn dậm chân tại chỗ ấy, mình thấy rằng là bạn sẽ giải quyết được nó thôi nha. Bên cạnh cái việc bạn giải quyết được nhờ đầu tiên là vào sự giúp đỡ của những người xung quanh này, thứ hai là vào những cái có thể là những cái thay đổi mới nó đến với cái tình huống hiện tại của các bạn, những sự lựa chọn mới xuất hiện đó, và nó sẽ giúp các bạn có được đưa ra được cái cách khắc phục vấn đề ở đây nha. Và đến cuối cùng thì mình thấy là mọi thứ nó tốt đẹp với các bạn. Có thể là sẽ có những cái điều mà các bạn mong muốn ấy, nó sẽ trở thành hiện thực ở đây. Và các bạn có thể là sẽ thoát ra khỏi cái cảm giác là không thỏa đáng, mình đang không được đối xử công bằng, kiểu như vậy. Tại vì cái trải bài này của các bạn á, nó không quá rõ cụ thể về vấn đề gì, mình cũng không thể lấy ví dụ quá rõ ràng được. Mình lấy ví dụ như là các bạn đang gặp vấn đề liên quan đến công việc, nó đang có một vài những cái chính sách không được thỏa đáng với bạn cho lắm đó. Thế nhưng mà các bạn, mình thấy là các bạn lại không đấu tranh, mà các bạn chọn nghỉ ngơi chờ thời cơ để xem là diễn tiến tiếp theo nó như thế nào đó. Và sau đấy có một cái nhân vật nào đấy đứng ra để giải quyết triệt để cái vấn đề này đó. Và các bạn cũng không cần phải tốn quá nhiều sức cho cái câu chuyện này đâu. Thì đấy là cái thông điệp dành cho các bạn. Và mình thấy là kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, cái câu trả lời nó sẽ sớm đến với bạn, khá là sớm nữa thôi nhá. Sẽ sớm đến với bạn thôi, cho nên là cố gắng kiên nhẫn ở cái thời điểm này. Thì đó là tụ bài số 2, chúng ta sẽ đến với số 3. Đến với tụ bài số 3, đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đấy chính là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì. Thì đối với tụ bài số 3 này, mình thấy cái câu chuyện của các bạn như sau này. Thứ nhất là mình thấy có thể thời điểm hiện tại các bạn đang cảm thấy khá bực bội trong một cái câu chuyện nào đấy, và cảm thấy khá là cáu và tức giận trong một cái việc gì đấy ở đây. Và mình thấy rằng là bản thân bạn suy nghĩ cái câu chuyện này ấy, nó cũng không có đường ra. Bạn giống như là cái lá tám kiếm này, hoàng tử bé này, phía dưới là tám cây kiếm, và hoàng tử bé đang bịt lấy tay bịt cái đôi mắt lại, và khiến cho, tức là chính bạn không nhìn thấy đường đi, chính bạn là người làm cho mọi thứ nó rối lên trong chính những cái suy nghĩ của các bạn, và các bạn không phân định được đâu là cái suy nghĩ đúng nữa và đâu là cái suy nghĩ sai nữa. Và mình thấy là bạn rất nóng tính ở thời điểm hiện tại, ai động vào bạn không cẩn thận là bạn sạc cho một trận ngay, bạn cầm kiếm ngay, bạn đuổi ngay, kiểu như thế. Mình thấy là cái câu chuyện này của bạn không quá rõ cụ thể nó liên quan đến vấn đề gì. Có thể bạn cáu vì tự nhiên bạn cáu thôi, bạn cảm thấy khó chịu thôi, hoặc là cũng có thể là người này người kia họ làm này làm kia. Ví dụ như bình thường cái câu chuyện đó thì bạn có thể xử lý ngon lành được, nhưng mà tự nhiên hôm nay và tự nhiên cái giai đoạn này bạn cáu không thì chịu đựng được, và bạn bực bội lên, bạn bùng cháy lên. Thì mình thấy rằng là bản thân bạn ấy, có thể cái vấn đề ấy, khiến cho bạn như thế này á, có thể nó liên quan đến một cái tổn thương nào đó liên quan đến đứa trẻ bên trong của các bạn. Có thể cái người đấy hoặc cái câu chuyện đấy nó trigger một cái tổn thương nào đó đến từ phía bên trong của các bạn ở đây. Thì mình thấy là đầu tiên á, no need to worry, tức là không có gì phải lo lắng cả.
Cho dù bạn đang cảm thấy sợ hãi, buồn bã hoặc tức giận, cáu giận như thế nào đi chăng nữa, hãy nhớ rằng không có gì phải lo lắng cả. Vì sao mà mình rất là thích cái lá bài này? Vì mỗi khi mà mình có vấn đề á, mà mình rút ra được lá bài này là mình bảo ôi sợ ơi, trúng quả rồi. Bởi vì mình đã trải nghiệm rất nhiều về lá bài này rồi. Khi mình gặp vấn đề, khi mà cái lá bài này nó hiện ra, đúng là mình không có gì phải lo lắng cả. Đến cuối cùng mọi thứ nó lại ổn, nó lại đâu đó vào đó hết. Nên đây là một cái lý do mà mình cực kỳ thích cái lá bài này. Và các bạn nằm, cái lá bài này nó nằm ở trong cái trải bài này của các bạn nữa, thì các bạn không có gì phải lo lắng với những gì đang diễn ra cái thời điểm hiện tại đâu. Mình thấy là sắp tới á, mọi thứ sẽ có những cái bước cải thiện với các bạn. Đầu tiên á, mình thấy rằng là đôi lúc ấy, bạn cần phải suy nghĩ đơn giản thôi, giống như những đứa trẻ ấy, đơn giản thôi, vui tươi hơn, thoải mái hơn. Đó, thoải mái bộc lộ bản thân mình hơn, vui tươi hơn, suy nghĩ mọi thứ đơn giản hơn thì bạn sẽ đỡ bị mệt mỏi nha. Cái số 2 là mình thấy bạn đang cần có một khoảng thời gian để mà có thể re-energy, tức là kiểu bạn sạc lại cái nguồn năng lượng của bản thân các bạn ấy. Ví dụ như là các bạn đang cảm thấy mệt mỏi, đây cũng là một dấu hiệu của bạn đang stress đó. Cho nên là hãy dành thời gian để mà nghỉ ngơi này, hoặc là ngủ này, hoặc là ăn những món ăn mà bạn yêu thích, hoặc là tập luyện này khác các thứ đó, để cải thiện cái sức khỏe về bên ngoài của bạn trước, sau đó là cái tinh thần đến từ bên trong của các bạn nữa. Bạn cần có khoảng thời gian như vậy. Đó, cái số 2 nữa mình thấy rằng là có thể bạn đang cảm thấy mọi thứ nó rối rắm lên và mọi thứ nó không đi theo ý mình. Và càng cảm thấy rối rắm lên không theo ý mình thì bạn lại càng cáu hơn, đúng không? Thì đầu tiên hãy tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ. Ở đây chúng ta có surrender to the divine, tức là hãy đầu hàng cái kế hoạch mà vũ trụ đem đến cho các bạn. Có thể mọi thứ nó đang rối đó, thế nhưng mà đây là cách mà bạn nó rối. Một phần là bởi vì bạn đang phản ứng lại những thứ đang xảy ra một cách nó hơi quá thôi, cho nên nó mới càng rối tung lên đó. Tức là bạn càng hoảng loạn thì mọi thứ nó càng rối đó. Mình thì mình thấy là thời điểm tiếp theo ấy, cái niềm vui nó sẽ quay trở lại với các bạn. Các bạn sẽ dần dần lấy lại được cái sự cân bằng ở trong cái cuộc sống của mình. Đó, bạn cứ từ từ thôi, bạn sẽ dần lấy lại được cái sự cân bằng. Và sẽ có một cái niềm vui nào đó nó đến với các bạn. Có thể là một bữa tiệc hoặc một cái niềm vui nào đấy nó đến. Và cái niềm vui đấy có thể sẽ thông qua những đứa trẻ, hoặc liên quan đến những đứa trẻ, hoặc là các bạn sẽ được vui như những đứa trẻ. Đó, thoải mái, vui đùa giống như những đứa trẻ. Đây cũng ra còn là children này, rồi three of cups ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Ba cái đứa trẻ này nó đang chơi với nhau này. Đó, rất là vui vẻ ở đây. Các bạn thấy không? Đó, đang chơi trên cát đây, có cả con chó đây nữa này. Đó, thì điều này nó biểu hiện cho cái việc đấy chính là bạn chú, có thể là bạn đã quá căng thẳng rồi, quá mệt rồi. Rồi là lúc để bạn thư giãn hơn một chút, nghỉ ngơi hơn một chút, tham dự vào hay là tham gia vào với những cái niềm vui với những cái đứa trẻ, hoặc là được vui những đứa trẻ, hoặc tham gia những cái bữa tiệc, những cái đón nhận những cái niềm vui mới nó đang đến với cuộc sống của mình. Thì mình thấy là bạn sẽ dần dần cân bằng lại cái cảm xúc của bản thân. Đó, bạn sẽ từ cái cảm giác kiếm này, angry, rất là bực bội, cáu giận này, thành three of cups và nine of cups. Tức là bạn sẽ đong đầy những cái cảm xúc yêu thương hơn, tình cảm hơn, thoải mái hơn với những người xung quanh và với chính mình nữa. Đó, thì mình thấy là từ từ bạn sẽ cân bằng được điều này. Và đây chúng ta có lá bài Door to Personal Healing and Happiness. Thì mình thấy là đây là một cái các bạn hãy hiểu đây như một cái cục đá nó chặn ở cái đường trước khi đến được cái cánh cửa này. Và bạn vượt qua được cái cục đá này thì bạn sẽ bước được vào cái cánh cửa này ở đây. Tức là bạn vượt qua được những cái điều khiến bạn bực bội này, bối rối này. Đó, bạn biết, bạn nhận diện được cái cảm xúc đó, suy nghĩ đó của bản thân nó là cái gì. Và bạn từ từ nhẹ nhàng cởi bỏ nó, giải quyết nó. Thì cái cánh cửa của cái sự chữa lành cá nhân cũng như là hạnh phúc cá nhân ấy, nó được mở ra với cuộc sống của các bạn. Và vũ trụ đang mời gọi bạn là, đang gọi bạn là hãy trở về với cái ngôi nhà tinh thần bên trong của các bạn. Đấy là, mình thấy là bạn đang được mời gọi để giống như những đứa trẻ, thoải mái, vui tươi, hay chơi những cái trò gì đấy nó trẻ con một chút. Nó cũng giúp các bạn rất là nhiều trong cái việc bạn tái tạo lại được cái nguồn năng lượng. Vì các bạn biết đứa trẻ nó luôn là một cái nguồn năng lượng trong sạch, tinh khiết mà, đúng không? Thì hãy mát được vào với cái nguồn năng lượng đó để bản thân các bạn trở nên thoải mái hơn. Đó, vui chơi giống như những đứa trẻ. Rồi là mình thấy rằng là bạn cũng có thể là học cách để cho đi nhiều hơn với những người xung quanh. Đây, cái hình ảnh ở đây đang là một cái, tại vì là khi mà mình nhìn vào, mình không nhìn vào những cái hình này mà mình nhìn thấy, đập vào mắt đầu tiên của mình khi mà mình nhìn thấy cái trải bài này, đấy chính là hình ảnh cái người phụ nữ này, họ đang cho cái người đàn ông này một cái bánh mì. Thì mình thấy rằng là cái niềm vui của bạn nó còn đến từ cái việc giúp đỡ những cái người khác, chia sẻ với những cái người khác nữa cơ. Đó, cho nên là đây đều là những cách hỗ trợ các bạn tái tạo lại cái nguồn năng lượng của bản thân.
Và đây hãy nhớ rằng no need to worry, không có gì phải lo lắng cả. Khi câu chuyện này nó qua đi, những cái này nó qua đi này, bạn sẽ cảm thấy ủa, mọi thứ thật ra nó cũng không tệ như là mình nghĩ đâu. Mình giải quyết được và mọi thứ nó sẽ ổn thôi. Thì đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.